Các bạn, hôm nay mình sẽ phá khóa của cái máy Z7 Blind, Z7 2016 lên Android 7.0. Nó bị tài khoản Gmail. Mình vào thì mình dùng bot tôi mới tạm dừng như sao. One kick về đến nhà đấy thì em scan info và reset chạy xong ok. Anh Quân dùng giờ đợi kết quả.